Yo, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Những đã quay những video tập vừa quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Shido nhưng là Play Together. Ok các bạn ạ, thì trong thời gian vừa qua, kể cả trên stream lẫn trên video, có rất là nhiều bạn đưa ra cho mình một cái thử thách, đó chính là Shido ơi, hãy cố gắng phá đảo cái đường đua OP này đi. Thì khi nào mà bạn phá đảo được cái đường đua OP này thì lúc đó bạn mới là người biết chơi Play Together. Ok, thì trong thời gian vừa qua mình đã có tìm hiểu rất là nhiều về cái đường đua OP này, mình nhảy cực kỳ nhiều luôn. Và mình đã cố gắng để tìm những cái đường tắt để mình có thể quay một video speedrun. Xin đính chính lại là video này không phải là video speedrun nha anh em ơi. Tại vì hiện tại là mình vẫn chưa nghiên cứu xong. Hiện tại là mình chỉ mới thuộc có 100 step đầu thôi. Mình chỉ thuộc đường có 100 step đầu của cái chế độ này thôi. Đâm ra là nếu như mình để nói là speedrun thì nó còn xa vời quá. Thì video này chỉ là một cái video để mình cho anh em thấy được rằng mình đã tìm hiểu được những gì trong thời gian vừa qua. Thì mình đã tìm ra được rất là nhiều cái đường tắt. Thì cái quan trọng nhất của một cái speedrun ấy là anh em phải cố gắng làm thế nào đó để có thể tìm ra một cái đường đi để tối thiểu cái thời gian anh em nhảy lại. Tức là thời gian anh em nhảy phải là thời gian ngắn nhất thì đó mới là speedrun. Đấy, thì mình đã tìm được rất là nhiều đường tắt ở 100 step đầu, nhưng mà 100 step tiếp theo thì mình chưa tìm được. Năm nay là mình chưa dám tự tin với anh em là mình sẽ làm một video speedrun để rút ngắn thời gian nhất. Nhưng trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một vài cái đường tắt. Thì nãy giờ anh em nhìn cái video của mình thì anh em cũng đã thấy là mình đi qua vài cái đường tắt rồi đó anh em ạ. Và những cái đường tiếp theo sẽ là những cái đường nó hơi rườm rà một chút. Và mình hy vọng là anh em có thể gọi là nhảy được ha. Ok, rồi và video ngày hôm nay thì mình không có bật cam là bởi vì đây là một cái video mà mình lồng tiếng lại anh em ạ. Tại vì căn bản là khi mà chơi cái này á là mình phải tập trung. Mình phải tập trung, tại vì không tập trung mà ngồi mà vừa chơi vừa bình luận vừa nói chuyện là té liền anh em ạ. Đâm ra là anh em thông cảm cho mình ha. Thì ở trong cái phòng này của mình đang có rất là nhiều bạn khán giả đi theo mình. Ví dụ như các bạn Lâm Cheese vừa rồi á anh em không? Với cả bạn Mr. Bill nè, hay là bạn gọi là Hero Thi Euro đó. Thi Cuồng Rô, Thi Umero, Thi Umero anh em ạ. Thì các bạn Thi Umero này á là cái bạn mà mình đã kết bạn nha. Mình sẽ kết bạn riêng với các bạn này thôi. Tại vì các bạn này hồi trước đã làm rất là nhiều cái video, cũng như là rất là nhiều cái liên quan đến mình và Min, và hầu như là một bạn khán giả cứng ở trên kênh của mình luôn. Năm nay là mình sẽ kết bạn với bạn này. Và nếu như bạn nào mà gọi là trong gọi là cái người ta gọi là cái gì ta, gọi là cái tập đoàn, gọi là bộ tộc sói á, thì anh em có thể gọi là kết bạn với bạn này để mỗi lần muốn chơi với Rô thì đi theo bạn này là được ha. Ok, xin lỗi Thi, bởi vì anh đã gọi là đẩy rất nhiều lời mời kết bạn qua cho em, nhưng mà bây giờ là mình không có cách nào để liên lạc với các bạn khán giả để kiểu như lúc mà mình chơi để các bạn có thể qua bên chỗ mình á. Năm ra là mình sẽ phiền bạn Thi một chút, thì Thi thông cảm ha. Ok, thì có rất là nhiều cái đường mà anh em nhảy anh em thường hay chần chừ, và thật sự là cái sự chần chừ đó của anh em là khiến cho anh em bị mất vài giây. Và trong cái gọi là cố gắng speedrun á thì vài giây là những cái rất là quan trọng anh em ạ. Và đặc biệt hết là anh em chạy, anh em nhảy, anh em không được phép té nha. Không được phép té nha. Thuộc map là một lợi thế, không té cũng là một lợi thế. Tại vì sao mình nói không té là một lợi thế? Khi mà anh em té, anh em sẽ mất của mình đâu đó trung bình tầm khoảng 1 đến 2 giây để em có thể hồi sinh lại được, đúng không? Và anh em phải mất thêm tầm khoảng nửa giây nữa để anh em có thể khiến cho con nhật của mình hết choáng và anh em mới chạy tiếp được, đúng không? Đấy. Đó là khi mà anh em đi cái đường đua OB này thì cái điều đầu tiên tối thiểu nhất để anh em có thể gọi là giảm cái thời gian mình xuống là thứ nhất hạn chế té. Ok, thì nãy giờ là anh em thấy tôi không có té đúng không? Thì thật ra 100 step đầu tôi không té, nhưng mà 100 step sau té liên tục. Ok, ngay tại cái đoạn này anh em không cần phải đứng chờ, anh em phải đi liên tục. Nếu như mà anh em đi đúng với cái nhịp độ của game, anh em phải đi liên tục nha. Nếu anh em đi đúng cái nhịp độ của map thì sau cái thời gian mình nghiên cứu rất là nhiều thì những cái máy xoay, những cái bập bên, những cái gọi là nó đưa đi, những cái mà lốc chuyển động ở trong cái map này nó chuyển động theo một cái thời gian nhất định, mà nếu như anh em chạy đúng cái vòng lặp của nó thì anh em có thể đi một mạch luôn, anh em không cần phải dừng lại để đợi gì hết. Thật ra là tôi đã test rất là nhiều rồi, và tính thế này là tôi cũng phải mất tầm khoảng mấy nghìn kim cương để tôi reset anh em ạ. Tại vì khi mà tôi quay á mà tôi té một phát là tôi reset luôn. Tôi té một phát là tôi quay về điểm bắt đầu tôi nhảy lại, chứ tôi không có gọi là té xong tôi đi tiếp. Tại vì một cái té đó của tôi là đã khiến cái thời gian của tôi nó bị gọi là kéo dài ra rồi. Và mình đang cố gắng làm thế nào để tính toán, mình phải tính toán rất là nhiều anh em ạ. Mình phải tính toán cái thời gian tối thiểu nhất của mình đi trong một lượt là bao nhiêu, để lượt sau, để cái lần đi sau mình phải cố gắng đi nhanh hơn cái lần trước và rút ngắn cái thời gian ngắn hơn cái lần trước. Đó, và đó là cái lý do tại vì sao mà mình té một cái là mình reset luôn anh em ạ. Tại vì té một cái là cái thời gian nó không còn đúng, nó không còn đúng với cái thời gian ngắn nhất của mình nữa. Đấy. Rồi thì ở ngay cái đoạn này thì anh em có thể nhảy vòng ở ngay cái đoạn này nè. Đó, nó có thể nhảy vòng được nha. Đó, anh em nào mà gọi là chơi mà anh em muốn speedrun hay là muốn chạy nhanh rút ngắn thời gian á thì cái đoạn đó anh em ngồi chờ nó sẽ rất là lâu, nên là mình có thể nhảy vòng qua.
Còn cái đoạn này thì tôi không biết nhảy vòng như nào. Rồi nhảy vòng cái là bị đánh xuống dưới anh em ạ. Rồi, và đây, những cái đoạn từ cái level 60 này đến cái level 63 thì nó khá là dễ, tại vì đa phần sẽ toàn là đường thẳng thôi. Đa phần sẽ toàn là đường thẳng thôi. Đấy anh em thấy không? Toàn là đường thẳng rồi, đâm ra sẽ rất là dễ luôn. Và hiện tại mình đã đi đến level 63 với số thời gian là 5 phút rồi. Và 5 phút, và thật sự đây vẫn là một con số nhiều nha anh em. Đây vẫn là một con số nhiều. Trung bình là mình sẽ nhảy cái đoạn đường mà mình nhanh nhất, nhanh nhất mà mình từng nhảy nha. Đó chính là mình sẽ nhảy tới level 68 trong vòng 5 phút. Thì hiện tại là mình đang bị chậm hơn so với cái đường nhảy nhanh nhất của mình tầm khoảng là gần 30 giây lận. Đâm ra là mình đang phải cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nữa, để chạy nhanh hơn nữa anh em ạ. Và thật sự là tôi không biết là tôi có nên làm speedrun như con map này không, bởi vì căn bản là làm thì nó rất là tốn thời gian. Cái thời gian vừa qua anh em thấy là tôi đang bị miss video khá là nhiều, tại vì tôi còn phải tìm hiểu nữa anh em ạ. Tại game này game mới tôi mới chơi mà đâu tôi đâu biết bắt cua hay gì đâu. Thế là tôi phải tập, trong mấy ngày vừa qua tôi đã phải tập và tôi tìm hiểu map để coi map nó có cái gì để tôi có thể làm một cái video bắt cua như thế này cho anh em xem. Năm ra là nếu như mà làm speedrun thì tôi không biết là tôi miss bao nhiêu video nữa, là tôi không đăng video cho anh em xem nữa, nên là anh em gọi là cân nhắc giúp tôi nha anh em ơi. Tôi không biết là tôi nên làm speedrun nữa, nhưng mà ok, nhưng mà nói chung là hôm nay là tạm thời thì cứ là để cái video này lên để cho anh em đỡ bỡ ngỡ ngỡ ngàng một bậc nữa ha. Rồi thì đây là cái lần té đầu tiên của tôi nè, tại vì cái đường này thì tôi vẫn đi chưa quen lắm. Cái đoạn nhảy vòng này thì nó còn hơi fail đối với tôi. Đây đoạn này thì tôi đang gọi là hơi hoang mang một chút. Thật sự thì mỗi lần đến cái đoạn này thì tôi rất khá là hoang mang luôn, tại vì nhảy vòng trong đây nó dễ nhưng nó cũng không nó không khó nhưng nó cũng không dễ anh em ạ. Đâm ra là những cái bức tường mỏng thì nhảy khá là dễ, còn những cái bức tường mà hơi dày một chút là nó khó đó anh em thấy không. Chỉ cần 3 lần té vừa rồi thôi là tôi đã tốn của tôi tầm khoảng vài giây rồi. Chỉ cần 3 lần té thôi đó là đã tốn của tôi vài giây rồi. Đâm ra là cái việc mà hạn chế té nó rất là quan trọng cho cái đường đua này đó. Đây những cái đường này thì nó rất là dễ rồi, anh em chỉ cần nhảy thôi. Và cái đường này thì nó có một cái mẹo nữa, đó chính là anh em đi thẳng hai cục một lần. Anh em đi thẳng hai cục một lần và cố gắng là đừng để cho nó chạm vào cái đường đỏ là ok. Đó, 7 phút rồi anh em à. Hiện tại là mình đã đi với 7 phút là gần 90 vòng, tức là mình đang hơn 20 vòng so với thời gian thực, nhưng mà đây vẫn là cái số thời gian chưa tối thiểu nhất của mình. Đây vẫn chưa là thời gian tối thiểu nha anh em. Thời gian này vẫn còn quá dài, quá nhiều luôn. Ôi, ok, và mình hy vọng là sau cái video này thì anh em có thể tìm được một cái đường tắt nào đó riêng của mình. Hoặc có thể anh em nào biết cái đường tắt nào đó nó nhanh hơn thì anh em có thể đóng góp phía bên dưới giúp tôi ha. Đây, cái tấm ván này thấy không? Nếu như mà mình đi, bây giờ mình không té thì cái thời gian mà mình lên tới cái tấm ván này sẽ là thời gian đúng luôn, là lên là nhảy luôn không cần chờ. Hồi nãy là mình đi mình bị té 3 lần, đâm ra cái thời gian nó bị reset lại rồi. Đâm ra là khi mà mình vừa lên thôi là mình phải chờ. Đó anh em thấy gọi là cái công dụng nha anh em. Anh em thấy gọi là cái tác dụng của việc đo thời gian, chứ cái đo thời gian rất là quan trọng ở trong một cái map bắt cua luôn. Khi mà anh em bắt cua game nào cũng vậy hết, không chỉ riêng gì Play Together, cái thời gian nó rất là quan trọng. Đây đoạn này anh em thể nhảy liên tục nè, đoạn này tôi bình thường anh em thấy anh em gọi là chờ lắm. Nhưng mà không sao, cứ nhảy liên tục đi cho tôi. Tin tôi, tin rồi nha. Rồi đoạn này thì gì? Trời ơi. Rồi nhảy đoạn này quen luôn rồi anh em ạ. Hồi chứ hồi trước là tôi cái lúc mà tôi test á là tôi toàn nhảy lên level 100 thôi à. Tôi toàn nhảy lên level 100 xong rồi tôi té, và tôi té là tôi reset lại chứ tôi không có đi hết map. Đâm ra là 100 level sau tôi hơi không thuộc một chút, anh em không cảm. Đó, đoạn này thì anh em có một đường tắt là anh em hãy nhảy qua đây luôn. Anh em không cần phải nhảy qua cái ô tròn tròn kia ha. Thì chơi cái này thì thường là tôi sẽ áp dụng với cái việc quay chuột nhiều. Tôi sẽ quay chuột khá là nhiều nữa. Thường là anh em thấy anh em chơi là anh em chơi bằng cái di chuyển là nhiều thôi. Thì tôi còn áp dụng cả quay chuột nữa, tại vì có đôi lúc có những cái mà tôi phải quay ngang cái màn hình ra để tôi có thể nhìn rõ. À mà còn một cái nữa mà tôi quên nói với anh em, đó chính là khi mà anh em chơi bắt cua như thế này thì nhân vật nhỏ là một lợi thế nha. Anh em để con nhân vật nhỏ nhỏ luồn luồn như thế này là một lợi thế, tại vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó sẽ không chắn quá nhiều cái tầm nhìn của anh em với cái đoạn đường phía trước, anh em có thể nhìn được. Và cái thứ hai đó chính là cái bóng của anh em có thể dễ nhìn hơn. Thường khi mà bắt cua cái này anh em nhìn cái bóng là chủ yếu nha, anh em đừng nhìn vào con nhân vật. Anh em nhìn vào cái bóng, nhìn vào nhân vật thì có đó, nhưng mà chủ yếu là anh em phải nhìn vào cái bóng dưới chân của con nhân vật. Anh em thấy cái bóng màu đen đen không? Đó. Thì khi mà anh em nhìn vào cái bóng đó thì anh em cái gọi là cách chạy của anh em nó sẽ chuẩn hơn. Đó anh em để nè nha, cái bóng nè, đó cái bóng là tôi hãy canh ra sát mép nè, cái bóng vừa ra nửa cái bóng nó lú ra khỏi cái mép cái là tôi nhảy luôn. Thì đó là cái công dụng của cái bóng ở trong cái con game này, thì anh em chỉ cần nhìn cái bóng này anh em bắt cua là ok, là tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết hết. Còn anh em nhìn nhân vật thì lâu lâu nó sẽ bị che chắn tầm nhìn những cái vật cản phía trước của anh em, nó sẽ khó nhảy hơn hoặc là nó sẽ khiến cho anh em té hoặc là cái gì đấy thì nó cũng đòi lại như thế.
Ok, rồi cái đoạn này ok, may quá. Và có rất là nhiều anh em bảo tôi là Siro chùm bắt cua mà không bắt cua được em này là gà. Thật ra tôi không phải chùm đâu, anh em nói vậy tội tôi. Anh em nói vậy tôi áp lực lắm. Tại vì trời ơi, tôi á là tôi chỉ thích bắt cua và tôi chỉ thích tìm hiểu bắt cua ở những tựa game mà góc nhìn số 1 thôi. Tức là những cái tựa game mà nó cho anh em thấy hai cái tay á, thì tôi thích bắt cua những tựa game đó. Còn những cái tựa game mà góc nhìn số 3 như thế này thì tôi bắt cua rất là kém, thật sự là cực kỳ kém luôn. Đâm ra là anh em tung hô nhiều quá, tôi ngại anh em nha. Anh em đừng có gọi là gọi tôi là chùm bắt cua gì hết, tôi là chùm mền nhưng mà chùm bắt cua đâu. Đấy, thì anh em thấy không, nãy giờ là khi mà vượt qua cái ngưỡng 100 step cái tôi té liên tục luôn. Tại vì những cái step phía sau này tôi vẫn chưa thuộc. Tôi thật sự là tôi chưa thuộc luôn. Tôi đi thì tôi có lên rồi nhưng mà đi chỉ là lướt qua thôi. Đi và còn té nhiều lắm mà tôi chưa tìm cách để có thể vượt qua map này. Và thật sự thì chùm bắt cua thấy gì cũng vậy anh em, mà khi mà anh em bắt cua hay anh em làm gì đó thì anh em phải tìm hiểu trước map. Anh em phải đi trước map để coi trước mặt anh em có cái gì và nó phải vượt qua như thế nào và anh em làm cách nào. Để còn tối giản thời gian nữa. Cái cách để vượt qua map thì nó đơn giản rồi. Cái cách để vượt qua map mà té chết nó rất đơn giản, nhưng làm sao để vượt qua cái step đó mà không chết bạn nào thì đấy mới là điều khó. Và tôi đã tìm hiểu thành công được 100 step đầu rồi. Thì hồi nãy là có cái đoạn nhảy vòng thì còn hơi phê, còn hơi lỗi một chút thôi. Thật ra là cái vòng đua nhanh nhất của tôi thì ngay cái khúc nhảy vòng hồi nãy mà tôi té là tôi nhảy qua luôn, nhảy một phát qua luôn. Thì cái thời gian nó rất là ngắn. Nhưng mà do gọi là ôi trời ơi anh em nhìn này, ôi trời ơi té liên tục luôn, liên hoàn té luôn. Trời ơi, như này là không speedrun được rồi anh em ạ. Nhảy này không speedrun được rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để học thuộc những cái step phía sau này và tìm cách để có thể nhảy qua nó một cách gọi là nhanh nhất có thể. Để gọi là tránh cái trường hợp như ngày hôm nay bắt cua mà cứ té liên tục như này anh em cũng mù mắt lắm. Nói thật thì anh em thích coi một cái video gọi là chân tru mượt mà đúng không? Anh em đâu thích coi một cái video mà gọi là lên té xuống đâu. Đấy, đâm ra là tôi sẽ cố gắng để tôi tìm hiểu ngay cái khúc sau này. Và cái thời gian, thật sự cái thời gian này tôi vẫn chưa ưng anh em ạ. Cái thời gian mà để chạy nhảy con map này tôi vẫn chưa ưng lắm. Hiện tại là tôi đang nhảy nhanh nhất với cái tốc độ là 18 phút. Cái video này là tôi nhảy nhanh nhất với tốc độ là 18 phút. Nhưng mà thời gian tôi vẫn chưa ưng lắm. Tôi sẽ cố gắng để tôi rút ngắn nó lại thêm nữa anh em ạ. Và sắp tới là tôi đang có một cái dự định anh em ạ. Hiện tại là tôi đã có một con chó thay ma rồi. Nhưng mà con chó thay ma này hình như là vẫn chưa đủ để các bạn nhận diện lắm nên sắp tới. Tôi đang định là tôi sẽ mua thêm vài con pet đặc biệt nữa. Tôi quay thêm vài con pet đặc biệt nữa như là con thỏ zombie nè. Con chó màu trắng ấy, con chó mà hôm trước mà tôi quay được 3 con á anh em nhớ không? Anh em coi video nào thì anh em coi video đó thì anh em nhớ mà đúng không? Thì tôi sẽ quay thêm cái con chó đó, tôi sẽ quay bằng được, tôi ra cho lên cấp 2 luôn. Rồi quay một con thỏ zombie với cả là một số con pet hiếm hiếm khác nữa để tôi trưng ở trong nhà để mỗi lần anh em vào nhà phát anh em thấy mấy con đó là anh em biết siro real luôn, khỏi bị pha ke. Đấy, thật sự thì bây giờ mấy cái bạn mà fake siro á đang gọi là giả rất là nhiều. Và không biết được đâu là thật đâu là giả luôn. Tại vì các bạn á là mấy bạn đó thì sẽ không fake được những con pet đâu. Hoặc có thể là fake được nhưng mà nếu như mà nhiều quá thì chắc chắn các bạn nó sẽ không fake được. Và thật sự thì bây giờ kiểu làm giống quá, kiểu bọn mình vừa đổi tên phát là đổi tên luôn anh em ạ. Bọn mình vừa anh em không, hiện tại là hero bọn mình đổi tên hết thành hero, tên của bọn mình sau đó 08 ở phía sau là mấy bạn fake đổi luôn. Hôm trước bọn mình vừa đổi xong nha. Vài giây thôi ra bảng xếp hạng phát là thấy gọi là hero gì đó trên đó rồi. Và có một cái đặc điểm nữa để anh em nhận dạng dễ hơn, đó chính là hiện tại bọn mình đang ở top rất là thấp, team của bọn mình rất là thấp, nên là bọn mình đang gọi là muốn, đang là cần, rất cần các bạn là team cho bọn mình. Cái này không phải là mình yêu cầu hay mình ra lệnh cho các bạn, nhưng cái này là mình xin các bạn ấy là cái này không phải là mình xin một cái gì đấy kiểu tốn tiền tốn bạc qua bạn cả, nhưng mà hiện tại là mình thấy gọi là có rất là nhiều bạn fake, các bạn kiểu team cao này, top cao này, và các bạn đi lừa của khán giả bọn mình. Thật sự thì có vài bạn khán giả không thể nào nhận ra được cái điều đấy. Đâm ra là các bạn cứ tặng những cái món quà tốn tiền này, tặng cánh này, tặng vé máy bay này tùm lum hết cho những cái bạn fake đấy. Và vô tình thì cái quà tặng đấy của các bạn thì ý muốn các bạn là sẽ tặng cho cái người mà các bạn thích, nhưng vô tình nó lại tặng cho một cái người các bạn không biết mà chỉ đang dùng danh nghĩa của bọn mình thôi. Và cái việc đấy nó sẽ làm tốn tiền các bạn rất là nhiều. Và thật sự mình không muốn như vậy, bởi vì thường bọn mình sẽ không xin của các bạn bất kỳ món quà nào hết. Và mình chỉ xin các bạn là team cho mình, đấy, sao cho mình để mình có thể đua top với mấy bạn fake kia, để các bạn fake kia không lên bảng xếp hạng được nữa, để các bạn fake đó không lừa được tiền của khán giả bọn mình nữa. Nên là mình chỉ xin các bạn thôi, mình thật sự là mình
rất mong là các bạn hãy tìm và like và sao cho những thành viên của Hello Team. Và cái cách để nhận biết các thành viên của Hello Team thì mình có nói ban đầu rồi đó. Tên của bọn mình sẽ là như thế này, thì bọn mình mới đổi tên á, thì tất cả mọi người đều đổi tên là Hero, tên và sau đó là 08 ở phía sau. Và những bạn nào mà là khán giả của Hello Team, mà các bạn thích Hello Team, yêu thích Hello Team, các bạn hãy đổi giống bọn mình cũng được ha. Nhưng mà các bạn thay cái tên ở giữa đi nha. Ví dụ như Hero Siro thì thay vì là Hero Siro thì các bạn hãy đổi là Hero, tên của các bạn, sau đó chữ 08 ở phía sau ha. Rồi, và các bạn có thể nhận biết thông qua gọi là cái tên là đầu tiên nè. Thứ hai là Hero bọn mình chỉ kết bạn với nhau thôi. Và cùng lắm thì bọn mình sẽ kết bạn với một hai bạn khán giả nữa. Và khi bọn mình kết bạn với ai, bọn mình sẽ thông báo. À, trừ Phong nha. Phong thì kết bạn rất là nhiều với cá con luôn. Còn mình thì chỉ kết bạn với đúng duy nhất một bạn khán giả của mình thôi. Đó chính là Thi. Thi, bạn đó tên là Thi, Hero Thi Umero á. Thì các bạn đó là một trong số những bạn đi với Rô từ khoảng thời gian rất là lâu. Nên mà Rô kết bạn với bạn đó để khi nào mà có bạn nào đó muốn chơi với Rô nhưng mà không kết bạn được với Rô. Tại vì nếu mà mình kết bạn nhiều quá thì mình giống như gạch phát quá. Nên là mình không kết bạn với các bạn được, các bạn thông cảm. Thì nếu bạn nào muốn chơi với Rô thì kết bạn với bạn Thi đó. Thì sau khi mà Rô on game thì bạn Thi đó luôn luôn có mặt luôn á bạn. Thật sự thì mình rất là quý bạn Thi luôn. Và cảm ơn bạn Thi rất là nhiều vì giúp cho mình trong cái công đoạn gọi là bạn bè ha. Cảm ơn Thi rất là nhiều luôn. Rồi, và do thì và cái điều thứ ba nữa là bên cạnh mình luôn luôn có một con pet zombie, con chó zombie, một con gọi là con lu ngu á anh em đó. Và nếu như mà con pet zombie vẫn chưa đủ thuyết phục anh em thì anh em hãy bấm vào phần bạn bè. Nếu anh em thấy ai tên là Hero Siro mà có con chó zombie thì vẫn chưa chắc chắn là real nha, anh em phải bấm vào phần bạn bè của người đó và anh em tìm đến tên Mr. Vịt. Và nếu như cái tên Mr. Vịt đó có thêm con thỏ phù thủy nữa thì đó mới là Mr. Vịt real và Siro real nha anh em ơi. Ok anh em lưu ý giúp tôi nhé. Rồi, hồi nãy cái đoạn hồi nãy anh em thấy tôi chết hai quả hơi bị lằng nhách đúng không anh em? Tại vì tôi chưa hụt đường á anh em. Tôi tưởng đâu hai cục đỏ đỏ đó nhảy lên đường với má ơi, đậu xanh cho muốn vậy đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tập trung lại đường đua nè, mà tập trung lắm vậy anh em này, mình bình luận lại thôi mà. Ok rồi. Nói chung là những cái đoạn sau này thì nó vẫn còn chưa thuộc lắm nên là nãy giờ té hơi nhiều anh em thông cảm ha. Thì sắp tới nếu như mà rảnh ra thì sắp tới thì tôi đang khá là bận, nhưng mà tôi sẽ cố gắng sắp xếp một ngày nào đó để có thể là livestream để cho anh em xem ha. Rồi, ngay cái đoạn này. Rồi, cái đoạn này thì cái đoạn này á là tôi vừa nhảy mà tôi vừa tìm đường tắt luôn anh em ạ. Đó anh em thấy không? Nó bị rớt nè. Tại vì không phải là do tôi rớt đâu mà là tôi đang vừa nhảy, tôi đang cố gắng vừa nhảy mà vừa tìm đường ngắn nhất để có thể đi, vừa tìm được cách nhanh nhất để có thể đi. Đâm ra là những cái đoạn sau này thì tôi té hơi nhiều anh em thông cảm. Đó. Thì những cái đoạn sau này là mình đang vừa đi, mình vừa tìm đường và mình vừa cố gắng để thuộc đường đó anh em. Đâm ra té khá là nhiều luôn. Ok. Rồi, cái đoạn này thì hôm trước là mình cũng đã qua rồi, nhưng mà cũng rất may là lần này là mình không té mạng nào cả. Lần trước cái lần đầu mình nhảy cái này nè, trời mình té quá trời luôn anh em ạ. Mình té quá trời luôn, té ngay cái cục mà Ruby đó quá trời luôn. Rồi còn đây thì mình cũng đã biết đường đi rồi nè. Thôi sao thì có một vài đoạn sau cái step thứ 100 thì có một vài đoạn mình nhớ đường, tại vì nó ấn tượng sâu sắc anh em. Còn có một vài đoạn thì mình không nhớ, tại vì nó không ấn tượng lắm. Và thường thì những cái đoạn mình không nhớ là sẽ những cái đoạn mình té. Ok. Rồi hiện tại đã là 17 phút 30 giây rồi. Và mình cũng đang gần về đích rồi anh em ạ. Biết bờ rồi chưa? Đấy, ok. Rồi ngay đoạn này là mình cũng đang test nè anh em ạ. Cái đoạn này mình test là đi qua bên kia mình nhảy lên thì sẽ như thế nào. Nè, anh em không? Nó nhảy lên toàn bị trúng đầu thôi. Tại vì mình đang cố gắng tìm cái đà gần nhất, cái đà nhảy như thế nào để không bị trúng đầu á. Đó, đâm ra là đoạn này té nè, té chứ nè. Đó, thấy giờ té tiếp. Tại vì cái bãi là không phải là do mình thật ra là mình biết là nếu như nhảy nó sẽ bị té đó, nhưng mà mình đang cố gắng tìm cách nào để có thể gọi là nhảy mà không bị trúng cái ở trên. Nên là mình té hơi nhiều anh em thông cảm. Và yeah, bây giờ mình yêu cầu anh em, mình xin anh em thông cảm hơi nhiều anh em thông cảm. À, vẫn là thông cảm. Ok rồi, và hiện tại đang là 18 phút 18 giây rồi anh em ạ. Bây giờ tôi đang cố gắng nhảy. Thực sự thì ngay cái khoảng thời gian này tôi đang cố gắng nhảy bứt hết tốc để tôi có thể đi lên. Tại vì anh em bảo với tôi là người nhảy nhanh nhất hiện tại hình như đang là 19 phút. Nhưng mà thật sự tôi không thấy như vậy. Tại vì tôi lên YouTube có nhiều người nhảy ghê lắm. Có người nhảy 16 phút cơ. Nhưng mà người ta dùng vật phẩm chức năng anh em. Người ta dùng vật phẩm chức năng. Ui. Ok anh em. Ôi 18 phút gọi là 9 mấy giây rồi. Không biết là tôi nhảy kịp không nè. Ok. Ôi trời ơi, không lẽ tôi nhớ nhầm trời, 18 phút 5 mấy giây rồi. Oh no. Rồi xong 19 phút luôn rồi anh em ơi. 19 phút rồi. Ôi trời, cái đoạn đó tại sao tôi lại nhảy qua đó nha. Ok. Cái đoạn đó tại sao tôi thật sự thì cái đoạn này là một cái đoạn mà tôi rất là hay bị. Thật sự cái đoạn này là cái đoạn mà tôi rất là hay bị gọi là trúng luôn anh em. Cái đoạn này hay lắm luôn.
Ok, nhảy cẩn thận này. Đó, đó thi nè anh em, thi nè, đó thi nè không. Đó. Ơ. Ơ, ồ khoan nha. Tại sao cái thời gian ở trên của tôi là 19 phút mà tại sao lại cái vượt chướng ngại vật cái tên của tôi lại là 18 phút 40 giây ta? Ừ, anh em nhìn cái bảng xếp hạng kìa, của tôi là 18 phút 40 giây rồi đúng không? Đâu lộn đâu. Vẫn là 18 phút nha anh em. Bạn xếp hạng không biết nói xạo, tôi vẫn là 18 phút nha. Ơi nên cho mà sắp tới mình sẽ cố gắng tìm cách để có thể nhảy nhanh nhất, nhảy nhanh hơn nữa, một cái đường nhảy nhanh hơn ha. Ok, và bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video này. Thì chắc video hôm nay thôi. Và nếu anh em thích video này thì quên để một like và xem cho đây một bên cho kênh YouTube của Siro Play Together để sẽ có được nhiều video hay hơn. À quên, kênh mình là Siro Gaming mà anh em. Ok, rồi và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bạn tiếp. Bye bye. Và mình sẽ đi chat với các bạn khán giả trong phòng của mình tiếp đây.